Vâng, xin chào các bác. Tiện việc test và sơn lại cái nắp của mấy cái con Double Pioneer hàng cỏ này thì tiện tôi mở ra rồi tiện quay luôn cho các bác xem nội thất bên trong. Những cái nắp của con Pioneer này thì nói luôn là nó là hàng cỏ, thì lắp nó cũng bị bẩn theo thời gian, nó cũ theo thời gian, thì tiện tôi có chai sơn tôi sơn lại cho các bác đẹp. Còn hàng nói luôn là hàng nguyên zin. Và thật ra là tôi cũng chả cần sơn cho các bác, bởi vì hàng này hàng nó có là bán như thế, nhưng mà tiện đây thì muốn các bác đều muốn hàng đẹp nên tôi sơn vào cho các bác cho đẹp cái nắp thôi. Chỉ cái nắp màu đen thì mới sơn được các bác nha. Còn màu khác thì có muốn sơn chả sơn được đâu. Màu đen thì nó dễ xử lý. Tôi quay bên trong luôn cho các bác xem. Đây là con Pioneer 6700 bán cho khách Nghệ An này. Nó gồm hai sò sa ken, ốp nắp nhôm ở bên ngoài. Không biết là nó cả cái nắp nhôm của sò hay là ấy, tôi không tháo ra nên chả quan tâm đến cái đấy làm gì, vì nó là ôm như cỏ. Con này tôi bán giá 2,8 triệu cho khách ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Nó gồm hai sò thôi, cục nguồn hai tụ. Âm ly này đánh hai kênh AB. Công suất nhỏ thôi nhưng mà đánh khá hay đấy. 90W, nó đánh hai kênh đồng thời nên nó không phải nhỏ đâu các bác nhá. 90W công suất tiêu thụ điện. Còn đây là ba con âm ly 6850. Tôi mở nắp ra tôi sơn luôn cho các bác. Giả sử màu vàng chanh kia thì có rời chả sơn được các bạn. Màu vàng chanh này hoặc màu trắng kia sơn nó chả rời đẹp được. Nhưng màu đen này thì tiện có chai sơn màu đen sơn luôn cái nắp vào cho các bác, cho bác nào lấy thì về cũng đều muốn hàng đẹp đúng không? Thì tôi tiện tôi làm cho các bác luôn. Chứ con hàng thì nói luôn các bác nguyên zin hết. Đây, con 6850 thì nó gồm 4 sò, 2 sò xanh đen và 2 sò đen, 2 sò xanh và 2 sò đen. Đây. Đấy. Vì những cái con sản phẩm này thì nhiều khi cũng ít người quay bên trong. Thì đây tiện việc tôi quay luôn các bác xem. Ba con sản phẩm 6850 này này, hàng đều nguyên zin hết, thì giá một con là 3,8 triệu một con nhá. Gồm hai tụ lọc và nguồn. Đấy, hàng bên trong vẫn còn khá đẹp. Đây còn nặng thì hai sò xanh, hai sò đen. Còn nặng thế các bác nhá. Còn tôi bán giá là 3,8 triệu một con, 6850. À 3,6 triệu xin lỗi. Xin lỗi là 3,6 triệu một con 6850. Các bác mua hàng thì chuyển tiền đặt cọc tôi khoảng 1 triệu, tôi gửi hàng qua dịch vụ Viettel, hàng mang đến tận nơi cho các bác. Phí vận chuyển là người mua không đến được tận nơi thì đương nhiên phải chịu phí vận chuyển rồi. Cái âm ly này thì giá vận chuyển nó chắc tầm 100.000 hoặc hơn 100 một chút thôi. Vâng, xin cảm ơn. Rất chân thành cảm ơn các bác ở xa nhưng tin tưởng ủng hộ cửa hàng. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Xin chào, hẹn gặp lại.